Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường mạnh, tiếp tục rét đậm, rét hại. Từ ngày mai đến 25 tháng 1, miền Bắc tiếp tục rét hại với nền nhiệt rất thấp nhưng trời giảm mưa. Dự báo khoảng ngày 26 tháng 1, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác, rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong chiều nay, ngày 23 tháng 1, không khí lạnh đã lấn sâu và ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ nước ta. Dự báo đêm ngày 23 tháng 1 và ngày 24 tháng 1, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, dự báo đêm ngày 23 tháng 1 và ngày 24 tháng 1, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhiệt độ từ 3 đến 6 độ, có nơi dưới 0 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ từ 8 đến 11 độ, Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thời gian này nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, Đà Nẵng đến Bình Định từ 16 đến 19 độ. Đêm 24 và ngày 25 tháng 1, vùng núi Bắc Bộ duy trì nhiệt độ từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 9 đến 11 độ, Nghệ An, Hà Tĩnh từ 11 đến 13 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 12 đến 15 độ, Đà Nẵng đến Bình Định từ 16 đến 19 độ. Tuy nhiên, trong 2 ngày 24 đến ngày 25 tháng 1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định từ đêm ngày 23 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 tiếp tục có mưa, mưa rào. Cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa kết hợp với độ ẩm trong không khí tăng cao khiến cảm giác giá bút tăng lên ở khu vực này. Thủ đô Hà Nội ngày mai, ngày 24 tháng 1, trời nhiều mây, riêng sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau giảm mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất 12 đến 14 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 26 tháng 1, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 1, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác. Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 1 tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.